Lúc mà cover thì em nghĩ đến real love là gì? Em nghĩ thực ra nó rất là đơn giản ấy. Tức là mọi người cứ make it complicated, nhưng mà thôi mọi người hãy enjoy cái moment này đi, đúng không? Thực ra là không có gì phức tạp cả. Em Em đã đang dám xem ngại lại toàn em. bộ phần trình diễn của mình chưa? Em không bao giờ xem lại gì hết á, tại vì em sợ, em rất là ngại. Chắc là phải sau vài tháng em mới dám xem lại. Em ra bài hát em còn không nghe lại cơ. Tại vì mình ngồi nghe rồi mình làm rồi mình kiểu sửa từng tí một trong một khoảng thời gian rất là dài ấy. Và đến cái lúc mà em đã ra mắt bài đấy thì em kiểu ghét mấy bài đấy lắm rồi, không nghe được nữa. Nên là mọi người share các bài là em toàn để build thôi, em cũng không nghe nhiều. Gặp người mới nhưng vẫn còn nghĩ về người cũ, em đã từng trải qua chưa? Rồi. Ngay lúc này luôn.